Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi lại được quay trở lại và đồng hành với các bạn trên con đường chinh phục tiếng Trung. Thế thì trong chuỗi các video, các chủ đề về công ty văn phòng nhà xưởng nhé, hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu đến chủ đề số 5 rồi đúng không ạ? Chủ đề thứ nhất là về cơ cấu công ty này, chủ đề thứ hai là về gì đấy ạ? Trong công xưởng sản xuất. Thứ ba đó là gì ạ? Chủ đề về đóng gói, nhập kho và giao hàng đúng không? Và thứ tư là chúng ta đã tìm hiểu về chủ đề về chất lượng sản phẩm rồi. Thế thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu về một chủ đề nữa, đó là liên quan đến chế độ lương và các chế độ phúc lợi. Thì để ví dụ khi mà chúng ta có đi phỏng vấn này, hoặc khi chúng ta đi làm thì chúng ta có thêm những cái từ vựng để mình có thể đòi hỏi quyền lợi của mình nhé. Đó. Thì bài ngày hôm nay chúng ta video ngày hôm trước thì cô cũng đã giới thiệu cho chúng ta, cô đã có chuyên một cái video giới thiệu về từ vựng này rất là kỹ rồi đúng không ạ? Rất là kỹ rồi. Thì bạn nào mà cũng chưa xem thì cô cũng sẽ lại để phần link ở dưới phần bình luận nhá, thì chúng ta có thể xem về cái phần giải thích về cái phần từ mới ạ, có ví dụ rất là cụ thể cho từng từ một. Thì bài ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ, trước khi mà đi vào phần từ mở đi vào phần bài khóa thì sẽ cùng ôn lại một chút đấy, ôn lại một chút phần từ mới thôi ạ. Rồi, đầu tiên nào, chúng ta có từ lương trong tiếng Trung đọc là gì nhỉ? Cung sư đúng không ạ? Cung sư chúng ta có hai từ. Bạn có thể dùng là cung sư hoặc là từ số 2 là xin sủy, xin sủy, xin sủy. Ví dụ muốn nói là lương một tháng của bạn là bao nhiêu thì mình có thể hỏi như nào? Nǐ yī gè yuè dè gōngzì shì duō shǎo qiān, đúng không? Nǐ yī gè yuè dè gōngzì shì duō shǎo qiān, ví dụ như thế. Đó, thì ở cái video trước cũng đã có rất nhiều ví dụ rồi nhá, chúng ta có thể xem lại. Bảng lương nào, bảng lương mình sẽ nói là gì đây? Cung sư biểu, cung sư biểu, cung sư biểu. Số 4 nào, phát lương mình sẽ nói là gì? Pha cung sư, pha cung sư, pha cung sư, đúng không? Thời gian thử việc nào, thời gian thử việc là gì đây ạ? Sử dụng chi, sử dụng chi, sử dụng chi. Lương thử việc thì mình sẽ có là gì? Sử dụng công tư, sử dụng công tư, sử dụng công tư. Lương cơ bản nào, lương cơ bản mình sẽ dùng là gì đây ạ? Chi bẩn công tư, chi bẩn công tư, chi bẩn công tư. Hoặc ngoài cách dùng là chi bẩn công tư, chúng ta có thể dùng từ số 8 ạ, đó là tỷ xin, tỷ xin, tỷ xin, đúng không? Tiếp, lương thực lĩnh này, sứ phà công tư, hay là lương thực phát, cái từ này dịch chuẩn nhất phải là lương thực phát nhé. Sứ phà công tư, sứ phà công tư. Tổng lương nào, mình sẽ có chủng công tư, chủng công tư, chủng công tư. Thu nhập ạ, sâu rụ, sâu rụ, sâu rụ. Tăng lương mình có thể nói là cha xin, cha xin, hoặc các bạn bỏ từ xin này, các bạn kết hợp với từ cung sư là lương, và các bạn có thể nói là cha cung sư cũng được nhé, cha cung sư, cha cung sư, được chưa? Đóng bảo hiểm nào, đóng bảo hiểm mình sẽ nói là gì? Hấu bảo, thấu bảo, đúng không? Ở đây chúng ta có một số tên các loại bảo hiểm. Bảo hiểm y tế mình sẽ đọc là gì ạ? Y léo báo xẻn, y léo báo xẻn, y léo báo xẻn. Bảo hiểm thất nghiệp là gì đây? Sư dê báo xẻn, sư dê báo xẻn, sư dê báo xẻn. Các chế độ phúc lợi thì mình sẽ có từ phú lì chư tu, phú lì chư tu, phú lì chư tu. Các cái tiền hoặc các cái chi phí dành cho việc tăng ca thì mình sẽ có từ gì đây ạ? À? Cha ban phẩy, cha ban phẩy, cha ban phẩy, đúng không? Trợ cấp chuyên cần nào, mình sẽ có từ chuyến chín bổ thia, chuyến chín bổ thia. Trợ cấp trách nhiệm là gì? Chúng ta sẽ có từ chứa rần bổ thia, chứa rần bổ thia, chứa rần bổ thia. Tiền thưởng nào, chẳng chin, chẳng chin, chẳng chin. Tiền xăng xe hay là trợ cấp đi lại cũng được, một số công ty người ta dịch là trợ cấp đi lại đúng không, hoặc là tiền xăng xe mình sẽ nói là dấu bổ, dấu bổ, dấu bổ. Nghỉ thai sản nào, mình có thể dùng là sản giả, sản giả, sản giả. Hoa hồng doanh số nào, thí chứng, thí chứng, thí chứng. Nghỉ phép năm ạ, nén cha, nén cha, nén cha. Tặng quà cho ai đấy sẽ là sung lỷ u, sung lỷ u. Thực hiện một cái hành động gì đấy trước một cái kế hoạch đúng không, thì mình có thể dùng là thí chén, thí chén, thí chén. Sa thải hoặc là đuổi việc ai dùng là khai trú, khai trú, khai trú. Khấu trừ một khoản tiền nào đấy đi thì mình sẽ dùng là khấu trú, khấu trú, khấu trú. Và phạt tiền mình sẽ có từ gì đây? Phá khoản, phá khoản, đúng không? Đó,
Thì đấy là toàn bộ tất cả từ mới nhé, thì chúng ta vừa ôn lại một lượt. Thế còn bạn nào muốn xem lại video thì chúng ta nhớ là xem cái video trước cái video này nhé, thì sẽ có một cái video chuyên về từ vựng rất là cụ thể. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần bài khóa nhé, bài khóa của cái bài này là sẽ nghe cô đọc trước bài khóa một lần này. Khó chịu cú chen quáng lán nì truy chín hảo ma hái khứ ý nì nơ thiên xua nì khoan công sư lơ hiện tại tại nào cơ công sư sang ban nơ của tại ý cơ Trung Quốc mao y công sư công chùa. Ở đây chúng ta xuất hiện một từ mới, đó là từ mao y. Mao y ở đây là thương mại nhé, công ty thương mại. Mao y công sư là công ty thương mại. Công ty thương mại tức là công ty họ chỉ chuyên buôn bán thôi chứ họ không sản xuất, đúng không? Đấy, cái ngày trước thì mình hay học về công ty sản xuất, thế còn công ty này là công ty của thương mại, họ chỉ buôn bán thôi thì gọi là mao y. Đọc lại này, của trại ý cơ Trung Quốc mao y công sư công chùa tăng trải cầu yến ý cơ yuê tợ chi bẩn công sư sư tua sảo chi bẩn công sư sư 7 triệu đọc là gì ạ? Chi bải quan. Chúng ta nhớ đọc con số là phải lùi 4 chữ số sau đó làm sao đây ạ, xem còn lại đằng trước là bao nhiêu thì mình đọc ra đúng không, cộng với quan là được. Vậy 7 triệu sẽ đọc là chi bải quan. Tiếp theo, chú lơ chi bẩn công sư hái hiểu sấm mơ củ thiê ma chú lơ chi bẩn công sư ỷ oai khái hiểu chứa rân củ thiê. 1,5 triệu đọc là gì ạ? Y bái ủ sứ quan. Đây các bạn tách đến số 0 này đúng không? Tiếp chén chín củ thiê ủ sứ quan cha sang. Cha sang ở đây có nghĩa là cộng thêm cái gì vào nhé. Cha sang, cha sang cha ban phây chẳng chin hứa thí chấm. Tất cả những từ này có trong từ mới rồi. Ý cơ yê tợ trục sâu ru ta cai y chen lén bại quan. Cô đọc lại cái đoạn này một chút này. Chú lơ chi bẩn cung sư ỷ oai hái hiểu chứa rân bủ thia y bái ngủ sứ quan chén chín bủ thia ủ sứ quan cha sang cha ban phây chẳng chin hứa thí chấm ý cơ yuê tợ chủng sâu lưu ta cai y chen lén bại quan để mân cung sư thí cùng nhiều bủ ma ủa trụ trại cung sư tợ su sưa số ỷ mấy hiểu. Ở đây chúng ta có một từ đó là từ su sưa. Su sưa là gì ạ? Ký túc xá nhé, su sưa. Đấy. Nì mân công sư sấm mơ sứ hào pha công sư mấy cơ yuê sứ ủ hào pha. Nì mân công sư phú ly chư tu chẩn mây yăng khẩn phú chua tợ sư dung chi hâu công sư tâu kể cung rấn thấu bảo mấy cơ yuê tâu hiểu y thiên nén cha rú của sấy của sông rư công sư hội pha o sứ quan chẳng chin khua trở sung lý u mấy nén khái truy lủy xính ý sư chưa mơ hảo a na nỉ mân tờ chản gia chư tu. Chản gia chư tu chế độ thai sản chẩn mây yang chản gia tờ sứ gen sư liêu cơ yuê hái tử bú tạo y xuê mỗi thiên nâng thí chén ý cơ sở sứ xa ban của mân công sư dễ ý yang của hẳn xỉ khoan trai trở công chùa chú nỉ công chùa xuân ly dỗ sứ gen của mân trai léo trai chen. Được chưa? Đấy thì phần dưới không có nhiều từ mới nữa. Giờ đọc lại một lần nữa nhé, đọc lại một lượt nhuần nhuyễn này. Khó chịu cú chen, quáng lán. Nì truy chín hảo ma, hái khứ ý. Nì nơ, thính xưa, nì khoan công sư lở. Xen dài, chai nả cơ công sư sang ban nơ. Ủa chai ý cơ Trung Quốc mao y công sư công chùa. Tăng trải cầu yến. Ý cơ yuê tợ chủng, à tợ chi bẩn công sư sư tua sảo. Chi bẩn công sư sư chi bải quan. Chú lơ chi bẩn công sư, hái hiểu sớm mơ bủ thiê ma? Chú lơ chi bẩn công sư ỷ oai, hái hiểu chứa rân bủ thiê, y bái ủ sứ oan, chén chín bủ thiê, ủ sứ oan, cha sang cha ban phê, chẳng chín hứa thí chấm, ý cơ yuê tợ chủng sâu lù, ta cài y chen lẻng bại oan. Nì mân công sư thí cùng nhiều bủ ma, ủa trụ trại công sư tợ su sưa, số ỷ mấy hiểu. Nì mân công sư sớm mơ sứ hậu pha công sư, mấy cơ yuê sứ ủ hào pha. Nếu mang công sư phú ly chư tu chẩn mây yang, hẳn phú chua tợ, sư dung chi hâu, công sư tâu kể cung rấn thấu bảo, mấy cơ yuê tâu hiểu y thiên nén cha, rú của sấy của sông rư, công sư hội pha ao sứ ngàn chẳng chin, khua trở sung lý u, mấy nén khái truy lủy xính ý sư. Chưa mơ hảo á, na nỉ mân tợ chẳng cha chư tu chẩn mây yang, chẳng cha tợ sứ chen sư liêu cơ yuê, hái tử cú tạo y xuê mỗi thiên nâng thí chén ý cơ sở sứ xa ban của mân công sư dễ ý yang của hẳn xỉ khoan trai trở công chùa chú nỉ công chùa xuân ly dỗ sứ chen của mân trai léo trai chen.
Đó, thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu lần lượt ý nghĩa của từng câu một nhé. Câu một này, khó chiều cú chèn ngoáng lán là gì? Đã lâu không gặp rồi Vương Lan đúng không? Nỉ chui chin khảo má, chui chin là dạo gần đây bạn có khỏe không? Hái khứ ỉ là thể hiện là gì? Cũng bình thường, cũng tạm. Nỉ nơ, thế còn bạn? Thiên xua nỉ khoan cung sư lơ, khoan là đổi. Vậy nghe nói là bạn đã đổi công ty rồi. Chen trai trai nở cơ cung sư sang ban nơ. Thế hiện tại thì đang làm việc ở công ty nào đúng không? Ủa chạy cửa trung của mau y cung sư cung chùa tăng trải câu nhắn. Tôi đang làm việc tại một công ty thương mại của Trung Quốc và làm cái gì ạ? Trải câu nhắn là làm nhân viên thu mua. Thì những cái chức vụ trong công ty này chúng ta đã học ở bài số 1 rồi, rất là nhiều rồi đúng không? Tiếp, ý cơ duyên tại chi bẩn cung sư sử tua xảo. Thế tiền lương cơ bản một tháng là bao nhiêu? Chi bẩn cung sư sử chi bảy văn. Tiền lương cơ bản một tháng là 7 triệu. Nếu chú là chi bẩn cung sư hãy hiểu sớm mà củ thiê mà. Thế ngoài lương cơ bản ra thì còn có trợ cấp gì không? Chú lơ chi bẩn cung sư ỉ ngoài ngoài lương cơ bản ra hái điều chứa rần vũ thia còn có trợ cấp trách nhiệm bao nhiêu ạ? 1,5 triệu, chén chín vũ thia ủ sứ ngoan, trợ cấp chuyên cần 500, cha sang cha ban phây cộng thêm với lại cả tiền tăng ca này, chẳng chin là gì ạ? Tiền thưởng khứa thí chấm là tiền hoa hồng doanh số. Ý cơ duyên tợ chủng showroom ta cai y chen léo vải quan thì bao nhiêu đấy ạ? Một tháng tổng thu nhập cũng được khoảng độ 12 triệu đấy. Thế thì nghĩa của đoạn này, nếu mà cung sư thí cung hiếu củ ma, thế công ty của các bạn có cung cấp cho trợ cấp đi lại hay là trợ cấp xăng xe không? Ủa chu trai cung sư tợ su sưa số ỉ mấy liệu? Tôi sống ở trong ký túc xá của công ty vì vậy mà không có đúng không? Nếu mà cung sư sống ở sứ hầu pha cung sư, thế công ty của các bạn khi nào thì phát lương? Mấy cơ duyên sứ ủ hao pha là gì ạ? Cứ ngày 15 hàng tháng đúng không? Nếu mà cung sư phú ly chư tu trở mấy ăn, thế chế độ phúc lợi của công ty bạn thì như thế nào? Khẩn vú chua tợ là sao ạ? Rất là không tồi. Sư hung chi hâu, sau thời gian thử việc này, cung sư tâu kể cung rấn thấu bảo là gì? Công ty đều sẽ đóng bảo hiểm cho công nhân. Mấy cơ duyên là mỗi tháng tâu hiểu y thiên nén cha, đều có một ngày phép năm. Rú của sấy cua sông rư là nếu mà ai mà đón sinh nhật, cung sư khuây pha ở sứ ngoan chẳng chim là sao ạ? Thì công ty sẽ phát cho 200.000 tiền thưởng, vua trưởng sung lĩnh u là gì ạ? Hoặc là sẽ tặng quà, mẻ nén hái truy lủy xí nghĩ sư là sao? Mỗi năm còn đi du lịch một lần nữa, đúng không? Chưa mà hỏi là gì? Ôi tốt như vậy à? Na nỉ mân đợt chản gia chư tu sở mấy nhang. Thế chế độ thai sản của các bạn thì như thế nào? Chản gia tợ sứ chen sư liêu cơ duyên thế là sao ạ? Thời gian nghỉ thai sản là 6 tháng. Hái sự cú tao y xuê. Con mà chưa được đến 1 tuổi thì mẩy thiên nấm khí chén ý cơ sở sứ sa ban mỗi ngày có thể được về sớm trước 1 tiếng. Của mân cung sư dễ ý yang, ở đây có từ ý yang có nghĩa là giống như vậy nhé. Ý yang công ty chúng tôi thì cũng giống như thế. Của hấn xỉ hoan xe chợ cung chùa, tôi rất thích làm việc ở đây và chu nỉ cung chùa xuân ly là gì ạ? Chúc bạn công việc thuận lợi, nhiều sứ chen của mân chai léo chai chen là có thời gian thì chúng ta lại nói chuyện và tạm biệt đúng không? Đấy thì đấy là toàn bộ nội dung của cái bài này nhé. Thì cái bài này các bạn có thể áp dụng cho cái việc là khi mà chúng ta đi phỏng vấn xin việc ấy, rất là hay đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chữa cái phần dịch nhé. Câu dịch đầu tiên nào. Ngoài tiếng Anh ra đúng không? Thì tôi còn biết một chút tiếng Trung nữa. Thì câu này cũng rất là dễ rồi. Vậy câu này sẽ nói như thế nào đây? Cấu trúc ngoài cái gì đấy ra mình học rồi. Chú lơ sống ở ỉ ngoài đúng không? Vậy sẽ là chú lơ in nhúy ỉ ngoài. Sao nữa ạ? Của khái quay để xua y tiện Trung quấn. Được chưa ạ? Đấy nhá. Thì đấy là cái câu này. Chú lơ in nhúy ỉ ngoài. Của hái hồi xưa y tiện Trung Quấn. Chú lơ in ý ỉ oai của hái hồi xưa y tiện Trung Quấn. Được nha. Câu 2 này, anh ấy thường xuyên đi làm muộn, tháng này bị trừ tiền chuyên cần. Vậy câu này sẽ nói như nào? Ha đúng không? Tráng tráng. Sang ban chứ tao. Chúng ta có từ chứ tao là đi muộn đấy. Chưa cơ duê. Bay thì sao? Trừ đấy thì nó từ khâu đấy, khâu chú đấy. Bay khâu chú gì ạ? Tiền chuyên cần là chén chín, ủ kia. Phải nhớ mấy thuật ngữ này không? Đấy nhá. Những cái này đều có trong phần từ mới hết rồi, chúng ta chỉ cần ghép vào thôi. Tha tráng tráng sang ban chứ tao, chưa cơ duê bay khâu chú, chén chín ủ kia. Bị ở đây đọc là bay nhé, cái từ này này. Bay, bị cái gì đấy? Tha tráng tráng sang ban chứ tao, chưa cơ duê bay khâu chú, chén chín ủ kia. Đấy nhá. Đó. Tiếp theo câu số 3, tôi muốn xem bảng lương thì cô có thể cho tôi xem được không đúng không? Vậy câu này sẽ nói như thế nào? Đầu tiên tôi muốn xem bảng lương.
Úa xẻng, than than bằng đương là gì? Cung sư biểu đúng không? Nín cưới ý đúng không? Kế của than ý sao mà đúng chưa? Đấy. Úa xẻng than than cung sư biểu, nín cưới ý kế của than ý sao mà? Úa xẻng than than cung sư biểu, nín cưới ý kế của than ý sao mà? Câu 4 nào? Làm việc ở quý công ty thì lương cơ bản là bao nhiêu? Vậy có thể sẽ nói như nào? Quý công ty mình sẽ nói là gì? Quay cung sư, chúng ta có từ quay là quý đấy, trong từ quay sinh ấy, quý danh ấy. Vậy sẽ là trai đúng không? Quay cung sư, cung chua, lương cơ bản ở chi phận cung sư sư chua sảo đúng không? Đấy nhá. Trai quay cung sư cung chua, chi phận cung sư sư chua sảo. Theo số 5 nào, thế quý công ty có đóng bảo hiểm của chúng tôi không thì hỏi như thế nào? Gì nhỉ? Quay cung sư kế của mân thấu bảo ma à, đấy, đơn giản này thôi. Quay cung sư kế của mân thấu bảo ma, quay cung sư kế của mân thấu bảo ma. Tiếp theo liêu nào 6, tháng này công ty thưởng cho tổ tôi 2 triệu vì hoàn thành kế hoạch trước thời hạn. Nào có ai dịch được câu này không nhỉ? Tháng này là gì đã? Chưa cơ duyên này, công ty công sư thưởng ở tổ chúng tôi 2 triệu, nhưng mà có từ tiền thưởng là chẻo chin, vậy sẽ là pha cái gì đấy chẻo chin, gửi phát tiền thưởng ngon thưởng, hay là mình dịch theo kiểu là phát tiền thưởng. Vậy là cung sư cái của mân chủ đi, của mân chủ, chủ là tổ nhé, từ chủ à, nghĩa là tổ, của mân chủ tổ chúng tôi này, pha đúng không, 2 triệu tiền thưởng đã là gì, có thể nói là lén tài ngoan đúng không, chẻo chin đấy. In way, làm sao hoàn thành kế hoạch trước thời hạn, chúng ta có từ làm gì để trước thời hạn sẽ là ký chén đúng không, vậy sẽ nói là ký chén quán trứng gì ạ, chi khoa đấy, kế hoạch nhá. Rồi cô đọc lại câu này một lần nữa này. Chưa cơ duê cung sư kế của minh chủ, pha lén phải hoàn chẳng chin, in way ký chén quán trứng chi khoa lại nhá. Chưa cơ duê cung sư kế của minh chủ, pha lén phải hoàn chẳng chin, in way ký chén quán trứng chi khoa nha. Câu 7 nào, công ty chúng tôi thường phát lương vào ngày 15 hàng tháng. Câu này dễ rồi, của minh cung sư tráng tráng làm sao ạ, thay đổi ngày tháng lên trước, mẩy cơ duê sứ ủ cao à, pha cung sư đấy nhá, của mân cung sư tráng tráng mẩy gơ duê sứ ủ hao pha cung sư. Tiếp, thế sau thời gian thử việc thì công ty có tăng lương cho chúng tôi không, thì câu này sẽ biểu đạt như nào? Sau thời gian thử việc, thời gian thử việc là cái gì nhỉ, chúng ta có từ sư dung chi đúng không, là thời gian thử việc, vậy sau thì sẽ là khâu thôi, vậy sẽ nói là gì, sư dung chi hâu cung sư kế của mân ra. À, tăng lương cho có từ cha công sư hoặc là cha xin đấy nhá, cha công sư ma hoặc là cha xin ma. Đọc lại này, sư dung chi hầu cung sư kế của mân cha công sư ma hoặc là cha xin ma nhá. Nếu bạn ở trong ký túc xá của công ty thì sẽ không có trợ cấp sang xe, vậy con này sẽ biểu đạt như thế nào? Nào chú của đúng không, nỉ chu trai công sư thợ su sương, con này giống trong bài khóa đấy à, chiêu mấy hiệu trợ cấp sang xe là thiếu phụ thôi. Với lại chữ hiếu vụ nhé. Đây, hiếu vụ. Cô đọc lại này. Rú của nỉ chu trai cung sư tợ su xưa, chiều mấy hiểu hiếu vụ. Đúng không? Câu 10 nào. Ngoài lương cơ bản ra, các bạn còn có hồng doanh số tầm thu nhập một tháng khoảng 20 triệu. Vậy sẽ nói câu này là gì? Đầu tiên cấu trúc ngoài cái gì đấy ra thì mình có cấu trúc gì? Chú lơ ỉ ngoài rồi đúng không? Vậy sẽ nói là chú lơ. Sao? Chi phận cung sư ỉ oai nỉ mân ái hiệu hoa hồng doanh số là ý sống đấy, tổng thu nhập một tháng sẽ là ý cơ duyên tợ tùng sâu lưu đúng không, ta cai là 20 triệu đồng không nhỉ, lẻng chen quan Việt Nam đồng là duyên làm tuân đấy không đấy nhá. Lại nữa này, chú lơ chi phận cung sư ỉ oai nỉ mân ái hiệu thí chứng ý cơ duyên tợ tùng sâu lưu ta cai lẻng chen quan duyên làm tuân, chú lơ chi phận cung sư ỉ oai nỉ mân khái hiểu khí chứng ý cơ duyên tạo chủ sâu lưu ta cai hiểm chen quan duyên làm tuân, được chưa? Đấy thì đấy là toàn bộ tất cả cái phần mà bài khóa cũng như là phần luyện tập dịch nhé, trong cái bài số 5 này.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video và clip tiếp theo. Thế thì bài sau chúng ta sẽ học về một chủ đề cũng rất là quan trọng, đó là thu mua trong công ty nhé. Thì bạn nào làm ở vị trí thu mua thì chúng ta có thể biết được rất là nhiều các từ vựng liên quan đến cái bài này, được chưa ạ? Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào chào.